Wasser. Nga nói về kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump. Ngày 25 tháng 6, hai cố vấn chủ chốt của ông Trump đã trình bày với ông về kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo đó, Mỹ sẽ chỉ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine nếu họ tham gia đàm phán hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Reuters, kế hoạch hòa bình chỉ có giá trị nếu tính đến tình hình thực tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng Nga đã và vẫn sẵn sàng đàm phán, có tính đến tình hình trên thực địa. Ông Peskov cũng lưu ý những đề xuất hòa bình gần đây của Tổng thống Putin không được phương Tây và Ukraine chấp nhận. Trước đó, tướng về UK Kellogg, một trong những cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, cho biết Mỹ sẽ cảnh báo Nga rằng nếu nước này từ chối đàm phán, thì Washington sẽ tăng cường hỗ trợ Kiev. Theo kế hoạch do tướng Kellogg và cố vấn Fred Fritz, cả hai đều từng là tránh văn phòng trong Hội đồng An ninh Quốc gia của ông Trump nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021, vạch ra sẽ có một lệnh ngừng bắn dựa trên các chiến tuyến hiện hành trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi không khẳng định ông ấy, Trump đồng ý với kế hoạch hay đồng ý với từng chữ trong kế hoạch, nhưng chúng tôi rất vui khi nhận được phản hồi thuận lợi, ông Fritz nói. Trong khi đó, tướng Kellogg đề xuất điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán nếu ông Trump thắng cử. Với Ukraine, Mỹ cảnh báo nếu họ không đàm phán, Washington sẽ đình chỉ viện trợ. Với Nga, Mỹ cũng dọa sẽ cung cấp mọi thứ người Ukraine cần nếu Moscow từ chối đàm phán. Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Trump, Stephen Chung, nhấn mạnh chỉ những tuyên bố của ông Trump hoặc các thành viên được ủy quyền trong chiến dịch tranh cử của ông mới được coi là chính thức. Reuters nhận định kế hoạch do tướng Kellogg và ông Fritz vạch ra là kế hoạch chi tiết nhất từ trước đến nay của các cộng sự của ông Trump. Nó sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong lập trường của Mỹ về cuộc xung đột tại Ukraine và có thể vấp phải sự phản đối từ các đồng minh châu Âu cũng như ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa của ông Trump. Cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Fry bình luận, những gì tướng Kellogg mô tả là quá trình nghiêng về việc Ukraine từ bỏ toàn bộ phần lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Bộ Ngoại giao Ukraine không bình luận khi được hỏi về kế hoạch trên. Một số đảng viên Cộng hòa được cho là sẽ thận trọng trong việc viện trợ thêm nguồn lực cho Ukraine theo kế hoạch. Mỹ đã rót hơn 70 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự cách đây hơn 2 năm. Thành viên cấp cao tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ Sakler Kapchan cho biết, điều mà những người ủng hộ ông Trump muốn làm là giảm viện trợ, nếu không muốn nói là cắt viện trợ. Tranh luận trực tiếp Biden Trump, cuộc đối kinh điển của xứ cờ hoa. Thưa quý vị, không chỉ người dân Mỹ mà dường như toàn thế giới đang hướng về nước Mỹ hoa lệ khi chỉ còn một ngày nữa, nơi này diễn ra một cuộc đối thoại trực tiếp của ông chủ Nhà Trắng Joe Biden với người từng giữ chức vụ Tổng thống Mỹ đang vướng án hình sự Donald Trump. Hai người đàn ông đầu tóc bạc phơ được cho là kẻ tám lạng, người nửa cân. Đây là cuộc tranh luận Tổng thống sớm nhất trong lịch sử nước Mỹ khi chưa có ứng cử viên nào được đảng của họ chính thức đề cử. Hãy cùng xem, trước khi cuộc tranh luận trực tiếp diễn ra, hai ứng cử viên đã chuẩn bị những gì? Con át chủ bài nào sẽ được họ tung ra để đánh bại đối phương? Cùng tìm hiểu với bão tin tức hôm nay. Thưa quý vị, ông Joe Biden và ông Donald Trump đấu khẩu trực tiếp với nhau lần đầu tiên sau gần 4 năm. Hồi ấy, ông Joe Biden được đánh giá chung là đã thắng ông Donald Trump trong các cuộc tranh luận. Lịch sử các cuộc tranh luận xưa nay ở Mỹ cho thấy tổng thống đương nhiệm tái ứng cử tổng thống thường bị bất lợi nhiều hơn đối thủ chính trị của mình. Cứ theo đó thì lợi thế này năm nay nghiêng về phía ông Trump. Nhưng cách diễn thuyết và sử dụng ngôn từ của ông Trump chỉ làm những ai vốn vẫn ủng hộ ông phấn khích, chứ khó có thể được những diện cử tri khác chấp nhận. Cả ông Trump lẫn ông Biden đều là hai ứng cử viên tổng thống cao tuổi nhất xưa nay ở Mỹ, đều có những biểu hiện gây hoài nghi nhất định trong cử tri Mỹ về sức khỏe, trí nhớ, độ minh mẫn và năng lực đối đáp. Vì thế, bên nào cũng có thế mạnh và rủi ro riêng, mà thế mạnh không dễ phát huy trong khi rủi ro lại dễ trở nên rất nguy hại. Cả ông Trump lẫn ông Biden đều không còn lạ lẫm gì nữa đối với cử tri ở Mỹ về quan điểm và cương lĩnh tranh cử, về tính cách cá nhân và cách thức cầm quyền, về thực hiện cam kết tranh cử và thành quả cầm quyền. Cho nên, người Mỹ để tâm trước hết và nhiều nhất ở cuộc tranh luận sắp tới giữa ông Biden và ông Trump không phải là nội dung những gì hai người này trình bày mà là cách thức thể hiện của họ. Người Mỹ tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ai trong số hai người ấy mạnh khỏe và minh mẫn hơn. Nhìn vào tuổi tác thì ông Biden sẽ khó khăn hơn ông Trump. Nhưng về phương diện cách thức biểu lộ và năng lực kiềm chế thì ông Trump gặp nhiều rủi ro hơn. Khi tranh luận công khai trước thiên hạ, cả hai đều sẽ phải dùng đến mọi năng lực và thực lực, nhưng đồng thời cũng sẽ bộc lộ hết những điểm yếu, khiếm khuyết và hạn chế của họ. Họ thỏa thuận tiến hành sớm hơn, thông lệ các cuộc tranh luận vì chủ ý có đủ thời gian để khắc phục những tác động và hệ lụy tiêu cực, bất lợi nếu bị thua đối thủ. Cũng vì thế mà mục tiêu hàng đầu của hai người này ở cuộc tranh luận tay đôi sắp tới trước hết là tránh bị thua, và sau đó mới là cố gắng để thắng. Kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là cuộc tranh luận nghèo nàn và không mới mẻ về nội dung, nhưng rất quyết liệt và không khoan nhượng về mức độ khẩu chiến. Cuộc tranh luận chưa có tiền lệ. Hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump hiện đang là
các ứng cử viên hàng đầu của cả hai đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và đã có đủ số đại biểu cần thiết để có thể đại diện cho mỗi đảng ra tranh cử. Hai ứng cử viên này sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại thành phố Atlanta, bang Georgia vào ngày thứ Sáu tới và đây sẽ là sự kiện chưa từng có tiền lệ khi chưa có ứng cử viên nào được đảng của họ chính thức đề cử. Đại hội toàn quốc để chính thức đề cử đại diện ra tranh cử của Đảng Cộng Hòa sẽ diễn ra vào giữa tháng 7 trong khi đại hội của Đảng Dân Chủ được tổ chức trong tháng 8. Khác với các cuộc tranh luận trước đây, được tổ chức bởi hãng tin tức CNN thay vì một ủy ban phi đảng phái, sự kiện này sẽ không có khán giả trực tiếp và không có các tuyên bố mở đầu. Mỗi ứng cử viên sẽ có 1 phút để chất vấn và 2 phút để phản biện và micro của họ sẽ bị tắt khi chưa đến lượt phát biểu. Lần đầu tiên kể từ năm 1976, cuộc tranh luận tổng thống lần này sẽ không có khán giả trực tiếp. Hai ứng viên sẽ không được mang theo những ghi chú viết sẵn hoặc đạo cụ lên sân khấu tranh luận. Các nhân viên của hai ban vận động tranh cử cũng không được phép nói chuyện hoặc tương tác với các ứng cử viên tương ứng của họ cho đến khi cuộc tranh luận kết thúc. Các cuộc tranh luận trực tiếp của các ứng viên tổng thống luôn thu hút sự quan tâm của cử tri Mỹ. Năm 2020, cuộc tranh luận của ông Joe Biden và ông Donald Trump đã thu hút 73 triệu người xem, trong khi cuộc tranh luận của ông Donald Trump và đối thủ Hillary Clinton năm 2016 thu hút 84 triệu khán giả. Đối với hàng triệu người Mỹ, các cuộc tranh luận sẽ thể hiện sự xem xét kỹ lưỡng nhất mà họ có thể dành cho một trong hai ứng cử viên kể từ các cuộc tranh luận dẫn đến cuộc bầu cử năm 2020. Đây là cơ hội để xem cả hai ứng cử viên thể hiện như thế nào trong các cuộc tranh luận quan trọng, đặc biệt đối với những cử tri quan tâm đến tuổi tác của họ. Ông Donald Trump đã bước sang tuổi 78 trong khi Tổng thống Joe Biden đã ở tuổi 82. Họ đều đã ở trong độ tuổi cao và sức khỏe có thể ảnh hưởng đến khả năng thể hiện trong các cuộc tranh luận và khả năng tham gia vào các cam kết dài hạn trong chiến dịch tranh cử. Đối với ông Biden, cuộc tranh luận ở Atlanta được cho là cơ hội để nhắc nhở cử tri về sự hỗn loạn trong cách lãnh đạo của người tiền nhiệm, các bản án hình sự mà cựu tổng thống phải đối mặt, cũng như cảnh báo về một tương lai đen tối hơn nếu ông Trump chiến thắng ở nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi đó, đối với ông Trump, đây là cơ hội để bày tỏ quan điểm rằng nước Mỹ đang trở nên đắt đỏ hơn, nguy hiểm hơn và đang dần đánh mất vị thế dưới sự dẫn dắt của ông Biden. Đây sẽ là cuộc tranh luận thứ nhất trong số hai cuộc tranh luận dự kiến diễn ra trong năm nay, với cuộc tranh luận tổng thống thứ hai sẽ do đài ABC News tổ chức vào ngày 10 tháng 9. Công tác chuẩn bị. Ông Biden đã đến trại David vào cuối tuần trước, nơi một nguồn tin tiết lộ rằng quá trình chuẩn bị bắt đầu bằng các cuộc họp không chính thức với các cố vấn Nhà Trắng và các trợ lý chiến dịch tranh cử hàng đầu. Các cuộc tranh biện giả định sẽ được tổ chức, trong đó ông Bob Bauer, luật sư riêng của Tổng thống, dự kiến sẽ đóng vai ông Trump. Dẫn đầu nhóm giúp Tổng thống chuẩn bị là ông John Glenn, cựu tránh văn phòng Nhà Trắng, người đã phục vụ ông Biden với nhiều vai trò khác nhau trong gần 4 thập kỷ. Ông nói sẽ một lần nữa giúp ông chủ Nhà Trắng chuẩn bị cho các cuộc tranh biện trên truyền hình với ông Trump. Ông Glenn trước đây đã giúp các ứng cử viên như Al Gore, Barack Obama và Hillary Clinton chuẩn bị cho các cuộc tranh biện tương tự. Phe vận động tranh cử của ông Joe Biden coi cuộc tranh biện là cơ hội để nêu bật thành tích và tầm nhìn của Tổng thống trong 4 năm tới, đồng thời đối chiếu nó với cựu Tổng thống. Trong một bản ghi nhớ được công bố hôm 23 tháng 6, phe của ông Biden cho biết người Mỹ sẽ nhìn thấy hai tầm nhìn khác biệt về tương lai trên sân khấu ở Atlanta. Trong khi đó, việc chuẩn bị của phía ông Trump có vẻ thân mật hơn. Cựu Tổng thống tổ chức một loạt cuộc gặp riêng với các đồng minh. Ông Trump tham gia chiến dịch tranh cử, xuất hiện tại một cuộc vận động ở Philadelphia vào ngày 22 tháng 6 và nói đùa về cuộc tái đấu với Tổng thống. Ông Trump nói, tôi có nên cứng rắn, khó chịu và chỉ nói ông là Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử. Hay tôi nên tử tế, bình tĩnh và để ông ấy nói. Sau cuộc tranh biện, ông Trump chuẩn bị quay trở lại Virginia để tham dự sự kiện tranh cử, khi đội làm chiến dịch vận động cho ông đang tăng cường nỗ lực ở các bang mà Tổng thống Biden đã giành được 10 điểm vào năm 2020. Ông Biden cũng sẽ tới Bắc Carolina để tham dự một cuộc vận động sau màn tranh biện. Cuộc tranh biện được tổ chức đặc biệt sớm, trước vài tuần thời điểm đại hội đề cử của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Tuy vậy, ông Biden và ông Trump đã nhận đủ số đại biểu để giành được đề cử tương ứng từ giữa tháng 3, do vậy mới kiến tạo một cuộc tái đấu trong vòng chạy đua vào Nhà Trắng. Tổng thống Biden tìm cách giành át chủ bài của ông Trump. Trong gần 3 tuần qua, chính quyền Biden đã triển khai song song hai nhóm biện pháp liên quan đến người nhập cư. Ngày 4 tháng 6, ông Biden đã ban hành sắc lệnh hành pháp ngăn không cho một bộ phận lớn những người dân di cư bất hợp pháp qua biên giới Mỹ-Mexico được hưởng quy chế tị nạn. Sắc lệnh này được kích hoạt khi số vụ việc di cư bất hợp pháp tại biên giới phía nam nước Mỹ lên tới 2.500 vụ trên tuần và sẽ được tạm đình chỉ khi con số này giảm xuống 1.500 vụ trên tuần. Những trường hợp ngoại lệ được áp dụng đối với trẻ em không có người đi cùng, nạn nhân của hoạt động buôn người và một số nhóm người dễ bị tổn thương khác. Tiếp đó ngày 18 tháng 6, Tổng thống Biden đã công bố các cơ chế tạo thuận lợi cho các đối tượng nhập cư bất hợp pháp có vợ trên chồng là công dân Mỹ đã sinh sống tại Mỹ ít nhất 10 năm hoặc người dưới 21 tuổi có cha trên mẹ là công dân Mỹ được đăng ký xin thường trú tại Mỹ mà không cần rời nước Mỹ. Hiện pháp luật Mỹ quy định người nhập cư bất hợp pháp trước hết phải rời Mỹ, trong nhiều năm mới được phép quay trở lại nhập cư hợp pháp. Một cựu quan chức giấu tên của Nhà Trắng nhận định, hai nhóm biện pháp này tưởng chừng không tương thích, nhưng trên thực tế, đây lại là hai mặt của một cách tiếp cận nhất quán, phân biệt rõ rệt giữa các nhóm trong và ngoài biên giới nước Mỹ. Cụ thể, chính quyền ông Biden sẽ hạn chế hoạt động nhập cư bất hợp pháp của người di cư bên ngoài lãnh thổ Mỹ, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho những người di cư đã có mặt trên đất Mỹ.
Như vậy, hai sắc lệnh hành pháp mới nhất không phản ánh sự thay đổi căn bản trong chính sách nhập cư của chính quyền ông Biden, mà là biện pháp nhằm giành lấy sự ủng hộ của các nhóm cử tri có quan điểm trái chiều. Bộ phận cử tri bất bình trước chính sách nhập cư được cho mềm yếu của Tổng thống Biden có thể sẽ yên tâm phần nào khi số lượng người nhập cư từ Mexico bị giới hạn. Trong khi đó, hàng triệu cư dân Mỹ có vợ trên chồng là người nhập cư bất hợp pháp sẽ cảm thấy được động viên khi các cơ chế xin thường trú, thẻ xanh tại Mỹ được nới lỏng. Cơ hội tốt, rủi ro nhiều. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tự dàn xếp với nhau về số lần, thời điểm, địa điểm, hình thức và điều kiện chứ không phụ thuộc vào bên thứ ba. Chưa khi nào cuộc tranh luận lại được tổ chức sớm như năm nay. Nguyên do ở chỗ tranh luận trực tiếp và được truyền hình trực tiếp như thế có thể rất lợi, nhưng đồng thời cũng còn có thể rất nguy hại cho các ứng cử viên vì nó tác động trực tiếp mạnh mẽ tới tâm lý của cử tri Mỹ. Nó là cơ hội tuyệt vời để các ứng cử viên vươn tới cử tri, thuyết phục và chinh phục họ bằng cách thể hiện sự khác biệt so với ứng cử viên khác. Ông Biden và Trump chú ý cùng phá thông lệ và tạo tiền lệ để sau cuộc tranh luận vẫn còn có đủ thời gian xoay chuyển tình thế trong trường hợp không tận dụng được cơ hội lớn và rủi ro, nguy hiểm gia tăng. Công bằng và bình đẳng là điều được hai người đặc biệt coi trọng khi thỏa thuận với nhau về các điều kiện liên quan. Lần đầu tiên có cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống đương nhiệm và cựu Tổng thống. Lần đầu tiên cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên diễn ra không có khán giả, trong trường quay. Lần đầu tiên các ứng cử viên không được mang theo tài liệu chuẩn bị trước. Lần đầu tiên cấm triệt để hành vi ngắt lời nhau, và phạm vi di chuyển của ứng cử viên trên sân khấu bị hạn chế. Ngay đến cả việc ai phát biểu trước, ai nói sau để kết thúc 90 phút tranh luận cũng được xác định bằng hình thức tung su, kết quả là ông Biden nói trước. Cử tri ở Mỹ đã quá biết về ông Biden và Trump, cả về quan điểm cũng như tính cách của họ, về thành quả cầm quyền và cam kết tranh cử của họ. Họ chắc chắn không chờ đợi và kỳ vọng nhiều về những ý tưởng chính sách hay cam kết tranh cử mới mẻ từ hai người này. Điều mà họ quan tâm hàng đầu và sẽ có tác động mạnh mẽ nhất, quyết định nhất tới việc bầu ai lại là cuộc khảo nghiệm trên thực tế về tình trạng sức khỏe, cũng như mức độ minh mẫn, khả năng ứng phó của hai ứng viên. Bởi trong thời gian vừa qua, không phải chỉ có ông Biden, mà cả ông Trump cũng cho thấy có biểu hiện gặp vấn đề về trí nhớ. Hiện tại, ông Trump và Biden gần như ngang ngửa nhau trong kết quả các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ, tuy chiều hướng diễn biến ngày càng thêm có lợi cho ông Biden. Nhưng số liệu thống kê lại cho thấy thường các ứng cử viên là tổng thống đương nhiệm dễ thua hơn là thắng đối thủ chính trị ở các cuộc tranh luận trực tiếp như thế này. Vì thế, các cuộc tranh luận tay đôi trở nên càng thêm quan trọng đối với triển vọng đắc cử của ông Trump và Biden, bởi đây là cơ hội lớn cho ai biết tận dụng để bứt phá vươn lên và khác biệt hẳn. Nhưng ở những nơi, vào những dịp rất khó che giấu được điểm yếu thì rủi ro sẽ vừa nhiều, vừa lớn. Best generations have been renewed, revitalized, and refreshed by the talent, the skill, the hard work, the courage, and determination of immigrants coming to our country. A relic of American history. It stands, still stands. Xem xét trường hợp của Trump về quyền miễn trừ tổng thống trước phán quyết dự kiến của tòa án tối cao. Với việc Tòa án Tối cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về tuyên bố của Donald Trump về quyền miễn trừ truy tố của Tổng thống trong những ngày tới, có vẻ ít khả năng ba cáo trạng còn lại của cựu Tổng thống sẽ được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Sau phán quyết có tội trong vụ án bịt miệng tiền của mình ở New York, Trump vẫn phải đối mặt với cáo trạng trong ba vụ án tại Tòa án Liên bang và Tiểu bang vì nỗ lực lật ngược thất bại năm 2020 trước Biden và việc xử lý sai tài liệu mật. Vào tháng 10, Trump đã tìm cách bác bỏ các cáo buộc vì ông đang giữ chức vụ Tổng thống khi thực hiện các hành động dẫn đến cáo trạng. Tổng thống phải có quyền miễn trừ. Điều này không liên quan gì đến tôi. Điều này liên quan đến tiền lệ trong tương lai trong 100 năm kể từ bây giờ, Trump nói. Trump đã không nhận tội trong cả hai vụ án đó, và một vụ can thiệp bầu cử riêng biệt ở Georgia. Ông thường xuyên tuyên bố rằng, các vụ án hình sự của ông xuất phát từ nỗ lực phối hợp của Đảng Dân Chủ nhằm cản trở nỗ lực tranh cử Tổng thống của ông. Vào tháng 4, trong khoảng 2 tiếng rưỡi tranh luận về vụ án, hầu hết các thẩm phán dường như khó có thể chấp nhận lập luận sâu rộng nhất của Trump rằng các tổng thống có quyền miễn trừ tuyệt đối đối với các hành vi chính thức, một khẳng định dường như bị suy yếu theo giả thuyết. Các câu hỏi liên quan đến việc bán bí mật hạt nhân, nhận hối lộ hoặc ra lệnh đảo chính hoặc ám sát chính trị. Thẩm phán tòa án tối cao Sonia Sotomayor nói rằng việc chấp nhận yêu cầu miễn trừ tuyệt đối của Trump sẽ tạo ra một tình huống trong đó tổng thống có quyền vì lợi ích cá nhân hoàn toàn sử dụng đồ đạc trong văn phòng của mình mà không phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Các thẩm phán bảo thủ, những người chiếm đa số 6-3 trong cơ quan tư pháp hàng đầu của quốc gia, đã ra tín hiệu ủng hộ vào tháng 4 đối với việc các tổng thống Hoa Kỳ có một số mức độ bảo vệ khỏi cáo buộc hình sự đối với một số hành vi nhất định được thực hiện khi còn đương chức. Họ đặt câu hỏi về hành động nào của Trump mà cơ quan công tố trích dẫn được thực hiện với tư cách chính thức, trái ngược với tư cách tư nhân, và nếu là tư cách chính thức, hành động nào trong số đó có thể xứng đáng được miễn trừ. Khi đánh giá các hành động chính thức của một tổng thống, bạn có phân biệt giữa tổng thống đóng vai trò tổng thống và tổng thống đóng vai trò ứng cử viên không? Thẩm phán Clarence Thomas hỏi luật sư của Trump, John Sauer. Phán quyết này có thể tiết lộ chiều sâu của sự chia rẽ ý thức hệ trong tòa án về quyền miễn trừ đủ điều kiện. Sotomayor nói, quyền miễn trừ đủ điều kiện nói lên rằng, bất kỳ hành động nào bạn thực hiện đều phải nằm trong phạm vi những gì một người hợp lý sẽ làm.
Phán quyết của tòa án được cho là không chỉ trì hoãn việc đưa vụ kiện của luật sư đặc biệt Jack Smith chống lại Trump ra xét xử, mà còn có thể ảnh hưởng đến phạm vi điều tra của ông này. Đảng Dân Chủ mong muốn phiên tòa xét xử Trump diễn ra trước cuộc bầu cử và lo lắng rằng nếu Trump giành lại chức Tổng thống, ông có thể cố gắng buộc chấm dứt truy tố hoặc có khả năng ân xá cho bất kỳ tội ác liên bang nào. Kể từ quyết định mang tính bước ngoặt giữa Bush và Gore, vốn trao cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2000 ở Hoa Kỳ cho George W. Bush thuộc Đảng Cộng Hòa thay vì Al Gore của Đảng Dân Chủ, tòa án mới đóng một vai trò không thể thiếu như vậy trong cuộc chạy đua Tổng thống. Biden, Trump chuẩn bị cho cuộc tranh luận Tổng thống sẽ đề cao sức khỏe tinh thần. Tổng thống Joe Biden đang tập trung cùng các trợ lý tại trại David trong vài ngày để sẵn sàng tranh luận với đối thủ Donald Trump, người đang tránh sự chuẩn bị truyền thống và thay vào đó, tổ chức các cuộc thảo luận chính sách không chính thức giữa các lần dừng tranh cử. Trận đối đầu Atlanta, lúc 9 giờ tối, sẽ là cuộc tranh luận Tổng thống sớm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, hiện đại và là sự kiện quan trọng đối với cả hai ứng cử viên. Nó sẽ bao gồm hai thời gian nghỉ quảng cáo, không có đạo cụ và tắt tiếng micro khi ứng cử viên còn lại đang phát biểu, để bắt đầu lặp lại các cuộc tranh luận thường xuyên ồn ào vào năm 2020 của họ. Biden, 81 tuổi và cựu Tổng thống Trump, 78 tuổi, đang ngang bằng nhau trong các cuộc thăm dò dư luận quốc gia, với một phần đáng kể cử tri vẫn chưa quyết định năm tháng, trước cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11. Cuộc tranh luận sẽ mang lại sự tương phản rõ rệt nhất giữa hai người đàn ông, những ứng cử viên lớn tuổi nhất từng tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, khi các cử tri đặt câu hỏi về tuổi tác và sự nhạy bén về tinh thần của họ. Kathleen Holmes Mason, giáo sư truyền thông tại Đại học Pennsylvania, cho biết vì độ tuổi của ứng viên nên công chúng sẽ hỏi liệu họ có đủ nhạy bén về mặt tinh thần để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ không. Một quan chức chiến dịch nói với Reuters rằng, nhóm của Biden sẽ tập trung vào việc cải tiến lập luận rằng, Trump theo đuổi các chính sách cực đoan về phá thai và các vấn đề khác là mối nguy hiểm cho nền dân chủ và chịu ơn các nhà tài trợ giàu có viết sách cho ông. Chiến lược gia Đảng Dân Chủ Philip Rance, người đã huấn luyện Hillary Clinton trong cuộc tranh luận với Trump năm 2016, cho rằng Biden có thể cho thấy ông ấy không mất liên lạc bằng cách không ngần ngại đưa Trump vào cuộc tranh luận. Rance nói, một cách để thực sự chứng minh điều đó không đúng là thể hiện Joe Biden đầy đủ. Trong khi đó, phe Trump muốn yêu cầu Biden bảo vệ thành tích của chính quyền ông về vấn đề nhập cư và lạm phát. Brett O'Donnell, chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa và cố vấn tranh luận thường xuyên, cho biết, tôi không nghĩ mục tiêu sẽ là kiềm chế Donald Trump. Tôi nghĩ đó là gợi ý những cách để anh ấy có thể tiếp tục quay lại thông điệp mà anh ấy muốn lái xe và giúp anh ấy không vượt quá giới hạn từ hung hãn sang xúc phạm. Alan Solder, giáo sư danh dự ngành báo chí tại Đại học Northeastern, nhận thấy một số rủi ro đối với Biden nếu ông nhắc lại cáo buộc trọng tội gần đây của Trump trong vụ án tiền bạc bịt miệng Stormy Daniels. Nếu anh ấy biến nó thành một vấn đề rộng lớn hơn về khả năng tranh cử của Trump và một số điều mà anh ấy đã làm hơn là vấn đề về tính cách, thì cụ thể là về phiên tòa đó và kết quả đó, tôi nghĩ đó có lẽ là một chiến lược tốt hơn cho anh ấy. Biden tung video nhắm vào Trump nhân kỷ niệm 2 năm phán quyết về quyền phá thai. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã tận dụng dịp kỷ niệm 2 năm ngày tòa án tối cao ra quyết định hủy bỏ quyền phá thai vào thứ Hai, 24 tháng 6 để làm nổi bật vai trò của Donald Trump trong phán quyết khi các đảng viên Đảng Dân Chủ tập trung vào vấn đề này trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Chiến dịch tranh cử của Biden đã phát hành một đoạn quảng cáo vào thứ Hai có hình ảnh một người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi phán quyết và nêu bật vai trò của Trump trong việc bổ nhiệm ba thẩm phán tòa án tối cao bảo thủ trong nhiệm kỳ Tổng thống 2017-21 của ông, dẫn đến phán quyết phá thai năm 4 vào năm 2022. Biden gọi sự đảo ngược 2 năm trước của phán quyết mang tính bước ngoặt Roe v. Wade năm 1973, vốn trao quyền bảo vệ hiến pháp cho quyền phá thai, là một ngày đen tối. Kể từ phán quyết năm 2022, hơn 20 bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đã áp đặt các hạn chế, trong khi quyết định này không được ưa chuộng ngay cả ở một số bang bảo thủ khiến nó trở thành trách nhiệm chính trị đối với Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Khả năng tiếp cận phá thai hiện nay hầu như không tồn tại ở các bang miền Nam, buộc hàng chục nghìn phụ nữ phải vượt qua các bang để phá thai và làm gia tăng tỷ lệ phá thai bằng thuốc. Cựu Tổng thống Donald Trump thực sự giàu cỡ nào? Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2022 được tạp chí Forbes công bố hồi tháng 4 năm 2022, Donald Trump sở hữu khối tài sản trị giá 3 tỷ USD. Donald Trump từng bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản ròng trong suốt sự nghiệp và chiến dịch tranh cử Tổng thống. Năm 2015, chiến dịch tranh cử của Trump tuyên bố ông sở hữu khối tài sản lên đến 10 tỷ USD, trong khi con số thực tế được ước tính là 4,1 tỷ USD. Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2022 được tạp chí Forbes công bố hồi tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ sở hữu khối tài sản trị giá 3 tỷ USD, tăng so với mức 2,4 tỷ USD năm ngoái. Donald Trump đã kết hôn 3 lần và có tổng cộng 5 người con. Nếu như cựu Tổng thống Mỹ vốn được biết đến là một tỷ phú, các thành viên khác trong gia đình ông giàu có ra sao là điều khiến nhiều người tò mò. SCMP đã tổng hợp và đưa ra giá trị tài sản ròng ước tính của những người vợ và con của Donald Trump. Con gái của Donald Trump với người vợ thứ hai Mallory Mapers thường được coi là đứa trẻ bị cựu Tổng thống Mỹ lãng quên. Mẹ của Tiffany chỉ nhận được một phần nhỏ tài sản của ông Trump sau khi ly hôn, vào khoảng 1 đến 5 triệu USD. Tiffany lớn lên ở California,
trong khi những anh chị em khác đều sống gần cha ở vùng bờ biển phía đông nước Mỹ. Giá trị tài sản ròng của cô được ước tính từ 600.000 USD đến 10 triệu USD. Theo SCMP, tài sản của Tiffany có thể lớn hơn bởi sắp tới cô sẽ kết hôn với Michael Bullows, doanh nhân thừa kế khối tài sản trị giá hàng tỷ USD. Bà Melania hiện tập trung vào việc giúp đỡ những đứa trẻ trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng thông qua tổ chức từ thiện Bebes. Khi được hỏi về khả năng quay lại sống ở Nhà Trắng một lần nữa, bà đáp ngắn gọn, đừng bao giờ nói không bao giờ. Khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ năm 16 tuổi, bà Melania cũng kinh doanh trang sức và mỹ phẩm chăm sóc da. Khi Melania trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ vào năm 2017, bà không chuyển ngay vào Nhà Trắng. Thay vào đó, Melania trở lại New York và đợi con trai Baron hoàn thành năm học ở trường. Theo cuốn sách The Art of Herding của Mary Jordan, Melania chỉ hoãn việc chuyển đến Washington DC vì còn đàm phán, để đảm bảo cậu con trai Baron được hưởng phần tài sản công bằng. Baron có thể được thừa kế khối tài sản trị giá 80 triệu USD. Khi Melania trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ vào năm 2017, bà không chuyển ngay vào Nhà Trắng. Thay vào đó, Melania trở lại New York và đợi con trai Baron hoàn thành năm học ở trường. Theo cuốn sách The Art of Herding của Mary Jordan, Melania chỉ hoãn việc chuyển đến Washington DC vì còn đàm phán, để đảm bảo cậu con trai Baron được hưởng phần tài sản công bằng. Baron có thể được thừa kế khối tài sản trị giá 80 triệu USD. Donald Trump Jr. nắm quyền lãnh đạo Trump Organization khi cha anh trở thành tổng thống, và em gái Ivanka đến Nhà Trắng để đảm nhận vai trò cố vấn. John Jr., giống như hai anh chị em khác của mình, có 7,5% cổ phần trong khách sạn quốc tế Trump ở Washington DC, trị giá 15 triệu USD khi nó được bán vào năm 2022. Năm 2019, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của anh là 25 triệu USD, nhưng các ấn phẩm khác đã báo cáo rằng khối tài sản của Donald Trump Jr. có thể lên đến 300 triệu USD. John Jr. chia tay với người vợ đầu tiên Vanessa Trump vào năm 2018. Cùng năm đó, tài sản của Vanessa được ước tính là 62 triệu USD nhờ vào khoản thừa kế. John Jr. hiện đã kết hôn với cựu người dẫn chương trình Fox News, Kimberly Guilfoyle. Cặp đôi cùng nhau sở hữu một ngôi nhà ở Florida. Trước khi cặp đôi quen nhau, con trai của Trump đã sở hữu nhiều bất động sản, bao gồm hai căn hộ ở Manhattan, lần lượt trị giá 1,5 triệu USD và 1,125 triệu USD. Eric được cho là sở hữu khối tài sản tương tự anh trai Donald Trump Jr., phó chủ tịch điều hành Trump Organization, sở hữu căn hộ trị giá 2 triệu USD ở Trump Park East tại NEC và một ngôi nhà ở Westchester, New York, theo Thao và Conchi. Anh đã kết hôn với Lara Trump, từng là nhà sản xuất truyền hình chương trình Inside Edition. Tài sản của Lara ước tính khoảng 10 triệu USD. Khi bắt đầu làm việc cho chính phủ Mỹ với tư cách cố vấn của John Ann Trump, vào năm 2017, Ivanka và chồng cô, Jared Kushner đã tiết lộ mức thu nhập 135 triệu USD từ các công ty của họ. Tổng tài sản của cặp đôi vào khoảng 800 triệu USD, trong đó riêng của Ivanka là 300 triệu USD. Ivanka từng là phó chủ tịch điều hành Trump Organization. Để tránh xung đột lợi ích khi làm việc cho Nhà Trắng, cô đã rời vị trí này. Ivanka cũng ngừng kinh doanh đồ trang sức và thương hiệu thời trang vì những lý do tương tự. Bầu cử Iran, ai sẽ tranh cử tổng thống tiếp theo của Iran? Người Iran chọn tổng thống vào thứ Sáu 28 tháng 6, trong một cuộc bầu cử được kiểm soát chặt chẽ sau cái chết của Ebrahim Raisi trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng vào tháng trước, với kết quả dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc kế vị Ayatollah Ali Khamenei, người ra quyết định hàng đầu của Iran. Hội đồng giám hộ, một cơ quan kiểm tra theo đường lối cứng rắn gồm các giáo sĩ và luật gia liên kết với Khamenei, đã phê chuẩn 5 người theo đường lối cứng rắn và một ứng cử viên ôn hòa có danh tiếng thấp từ nhóm 80 người ban đầu. Saeed Jalili, cựu nhà đàm phán hạt nhân, nổi bật trong số những người theo đường lối cứng rắn. Ông đã tranh cử tổng thống không thành công vào năm 2013 và rút lui khỏi cuộc đua năm 2021 để ủng hộ cựu tổng thống Ebrahim Raisi. Ứng cử viên ôn hòa duy nhất, Masoud Pezeshkian, được sự ủng hộ của phe cải cách bên lề chính trị của Iran, vốn ủng hộ việc giảm bớt căng thẳng với phương Tây. Pezeshkian, cựu bộ trưởng y tế 69 tuổi, ủng hộ các quyền tự do xã hội và đã lên tiếng bảo vệ quyền của phụ nữ và các dân tộc thiểu số. Thị trưởng bảo thủ của Tehran Ali Reza Zakani cũng đã đăng ký tranh cử vào ngày 1 tháng 6 và cho biết ông không gặp vấn đề gì khi đàm phán với phương Tây và rằng ông cam kết tôn trọng lẫn nhau. Mohammad Bakir Kulialibaf diễn ra quốc hội và cựu lãnh đạo lực lượng vệ binh cách mạng đầy quyền lực vẫn được những người theo đường lối cứng rắn ưa chuộng. Mostafa Pomohamali, một người theo đường lối cứng rắn và từng là bộ trưởng nội vụ, và Amir Hossein Ghazizadeh Hosseini, một chính trị gia bảo thủ, đã đăng ký tranh cử vào ngày 3 tháng 6. Với lãnh đạo tối cao của Iran hiện đã 85 tuổi, có khả năng tổng thống tiếp theo sẽ tham gia chặt chẽ vào quá trình cuối cùng nhằm lựa chọn người kế nhiệm Khamenei, người đã đảm bảo các ứng cử viên có chung quan điểm cứng rắn với ông sẽ thống trị cuộc tranh cử tổng thống. نه ما با مذاکره مشکل نداریم. ما تو اون استقبال میکنیم از مذاکره. استقبال میکنیم. اولا غرب همش آمریکا نیست و همش همین سه تا کشور دو تا کشور خاصه
در حقیقت خدمت شما عرض کنم که اروپایی نیستن. Một số người hâm mộ đội tuyển Anh đã cho huấn luyện viên Gareth Southgate biết cảm giác của họ sau trận hòa 0-0 với Slovenia tại Euro 2024 vào thứ Ba, ném những cốc bia rỗng về phía ông. Có lẽ có tới 99% cổ động viên Anh không tin đội nhà lặp lại thành tích giành ngôi Á quân như ở Euro 2020. Một đội hình toàn sao của Gareth Southgate chơi như gà mắc tóc suốt cả vòng bảng, nhưng vẫn có vé vào vòng 1/8. Vấn đề là cứ chơi như thế này, số ngày mà Tam Sư ở lại Đức còn được bao nhiêu? Phát biểu sau trận đấu về việc bị cổ động viên ném cốc bia khi tuyển Anh trải qua trận hòa đầy buồn tẻ với Slovenia, huấn luyện viên Southgate bày tỏ, tôi hiểu những gì cổ động viên đang nghĩ và sẽ không trốn tránh. Điều quan trọng nhất là người hâm mộ vẫn còn quan tâm tới đội nhà. Tôi cũng hiểu những lời nhận xét liên quan tới tôi và điều đó, tốt cho đội tuyển Anh nhiều hơn. Nhưng thực sự, tất cả mọi chuyện đang diễn ra thật sự rất lạ kỳ. Bởi tôi chưa thấy đội bóng nào giành vé đi tiếp mà bị đối xử giống như đội tuyển Anh cả. Tôi sẽ không lùi bước trong mục tiêu giúp tuyển Anh giành chiến thắng ở những trận tiếp theo. Chúng tôi phải chơi tốt trước mọi đối thủ và những trận đấu phía trước thực sự khó khăn. Chúng tôi không đáng bị chỉ trích sau những trận hòa, bởi có rất nhiều thứ đang bắt đầu kết hợp với nhau. Thực tế chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề trước giải đấu. Tôi nghĩ cách hàng phòng ngự thi đấu là một điều tích cực rất lớn và là điều cần phát huy. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội nhưng chúng tôi phải chuyển hóa những cơ hội đó, huấn luyện viên Southgate khẳng định. Southgate, đội đứng đầu bảng C với 5 điểm nhưng ghi 2 bàn sau 3 trận, cho biết ông sẽ hứng chịu những lời chỉ trích, nhưng cũng cầu xin người hâm mộ hãy ủng hộ các cầu thủ của mình. Trong khi Anh đến với tư cách là ứng cử viên được yêu thích, họ đã khiến người hâm mộ thất vọng với 3 màn trình diễn nhạt nhẽo, không đạt được mục tiêu khẳng định bằng chiến thắng quyết định vào thứ Ba, 24 tháng 6, điều mà lẽ ra sẽ giúp họ có động lực vào vòng loại trực tiếp. Southgate cho biết, yếu tố quan trọng sẽ là giữ tâm trạng tích cực trong trại giữa những lời chỉ trích trước trận đấu vòng 16 đội vào Chủ nhật. Đội tuyển Anh áp đảo đã giành được vị trí đầu bảng C, nhưng hầu như không đưa ra tuyên bố về ý định trước vòng loại trực tiếp Euro 2024 khi họ giành được trận hòa 0-0 với Slovenia. Trong khi đó, họ ăn mừng cuồng nhiệt với người hâm mộ sau tiếng còi mãn cuộc, với trận hòa chứng kiến họ tiến tới vòng loại trực tiếp của một giải đấu lớn lần đầu tiên trong lịch sử. Vào thứ Ba, nếu nói đội tuyển Anh chỉ để thua một bàn sau vòng bảng, thì đó là tin nửa tốt và nửa xấu. Tốt là bởi như Southgate nói là nhờ đó, họ đứng nhất bảng. Xấu là bởi hai đối thủ mà đội tuyển Anh có thể giữ sạch lưới là cỡ Serbia và Slovenia, gặp cứng cựa hơn là Đan Mạch, họ lập tức thủng lưới. Nếu Đan Mạch hôm đó may mắn hơn, họ phải có nhiều hơn một bàn. Phía trước Anh là vòng 1/8, nơi các đội bóng đều sẽ phải trả giá nếu mắc sai lầm. Giả sử Anh gặp Italia thì sẽ ra sao? Italia bây giờ không còn phòng ngự tiêu cực như trước, và hàng thủ Anh sẽ phải khổ sở trước khả năng đá biên tốt và những cú đấm từ xa của đối thủ. Nhưng theo giới chuyên môn, khả năng lớn là Anh sẽ đá với Hà Lan. Đây cũng là đối thủ đủ gây ra nhiều phiền toái cho họ vì đa số cầu thủ Hà Lan chơi ở Anh và quá hiểu những ngôi sao của Southgate. Trong trận đấu thứ ba liên tiếp, người hâm mộ Anh đã vô cùng thất vọng khi một đội bóng được coi là ứng cử viên sáng giá trước giải đấu chỉ có được 3 cú sút trúng đích trong một trận đấu ảm đạm. Đội bóng của Materia Zeke kết thúc ở vị trí thứ 3 với 3 điểm sau 3 trận hòa, giống như đội xếp thứ 2 là Đan Mạch, đội bị Serbia cầm hòa 0-0. Đội tuyển Slovenia đã có một trận đấu phòng ngự tuyệt hay trước tuyển Anh. Họ ngăn chặn được những pha lên bóng tương đối mạch lạc của Tam Sư, đồng thời cũng tạo ra những tình huống lên bóng đáng chú ý về phía khung thành của Jordan Pickford. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của Jacobizo và các đồng đội. Với một điểm giành được ở trận đấu này, Slovenia khép lại bảng C Euro năm nay với 3 điểm sau 3 trận hòa, xếp ở vị trí thứ 3 và đã chính thức giành quyền vào vòng playoff Euro năm nay cùng với Anh và Đan Mạch. Thậm chí, nếu may mắn hơn đôi chút, Slovenia đã có thể có được vị trí thứ 2 bảng đấu của Đan Mạch. Trung vệ Jacobizo đã tỏ rõ sự vui sướng khi Slovenia đã xuất sắc cầm chân các ngôi sao bên phía đội tuyển Anh trong trận hòa không bàn thắng thuộc bảng C Euro 2024 diễn ra vào rạng sáng nay, 26 tháng 6, theo giờ Việt Nam. Toàn đội đã chơi rất tốt ngay ở những phút đầu tiên cho, đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng tôi không cho họ bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào và hoàn toàn tự hào về màn trình diễn của mình. Bizo chia sẻ sau trận đấu giữa Anh và Slovenia. Đây là lần đầu tiên Slovenia vượt qua vòng bảng trong lịch sử. Cách đây 24 năm, Slovenia có lần đầu tiên dự Euro, họ xếp chót bảng đấu có sự góp mặt của Tây Ban Nha, Na Uy và Nam Tư cũ. Cổ động viên Anh tức giận vì lối chơi của đội nhà. Theo tờ báo Anh cho biết, một clip xuất hiện trên mạng xã hội X cho thấy một số cổ động viên Anh đã ném những chiếc cốc uống bia xuống sân kèm theo tiếng hô mu, boring tẻ nhạt sau trận đấu trên sân Cologne kết thúc. Đáng chú ý, vào thời điểm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate đang có mặt trên sân và có hành động tri ân người hâm mộ tới ủng hộ Tam Sư ở trận này. Daily Mail cho biết, hành động trên của một số cổ động viên được cho là xuất phát từ sự tức giận với màn trình diễn có phần tẻ nhạt và kém thuyết phục của Tam Sư trong trận này.
Tờ báo Anh còn cho biết, một cổ động viên nước này đã ngủ quên trên khán đài trong thời gian trận đấu diễn ra, trong khi nhiều người khác có cử chỉ thiếu lịch sự và ngôn từ tục tĩu nhằm vào huấn luyện viên Gareth Southgate. Nóng rực, hàng loạt quan chức sộ khám, tòa án quốc tế bắt giữ tướng to của Nga. Thưa quý vị, cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng đang diễn ra vô cùng nóng, với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm. Thời gian qua, nhiều vụ án lớn với nhiều quan chức nhúng chàm đã được đưa ra xét xử. Nhiều cán bộ đảng viên mắc sai sót và có liên quan đến các vụ án tham nhũng, lợi dụng chức vụ, gây thất thoát tài sản của nhân dân cũng đã được điểm tên, chỉ mặt và có hình thức xét xử xác đáng. Những biến động trong cơ cấu tổ chức, cán bộ cũng đang nhận được sự quan tâm của người dân. Trong khi đó, tình hình địa chính trị thế giới cũng đang có nhiều biến động. Sức nóng của các cuộc xung đột vẫn không thể nào ngăn cản tòa án công lý quốc tế ra tay thể hiện sự công bằng. Chuyện gì đang xảy ra trong ngày hôm nay? Mời quý vị cùng Bão tin tức cập nhật. Nguyên Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên bị bắt. Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Yên, Nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, sinh năm 1966, địa chỉ nơi ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Văn Yên. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thành ủy Hà Nội xem xét kỷ luật đảng viên liên quan AIC. Ngày 25 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 18. Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra và ban hành thông báo kết luận kiểm tra số 1682 ngày 26 tháng 4 năm 2024. Căn cứ quy định số 22/QĐ-TVK ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương và hướng dẫn số 02/HĐ-TVK ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung quy định số 22/QĐ-TVK trên cơ sở kết luận đã ban hành, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện từ năm 2011 đến năm 2021 tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố và tại Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội. Công ty AIC được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh hồi tháng 5 năm 2010 do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Liên tiếp trong nhiều năm, công ty này trúng hàng loạt gói thầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, quy mô lớn tại nhiều địa phương trên cả nước. Sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện các hành vi vi phạm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhiều cán bộ, đảng viên tại nhiều địa phương, đơn vị bị khởi tố trong nhiều vụ án hình sự. Hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định đã bỏ trốn, bị Bộ Công an phát lệnh truy nã. Dù thế, bị cáo bị xét xử vắng mặt trong một số vụ án, bị tuyên phạt nhiều năm tù. Ông Đinh Tiến Dũng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Ngày 25 tháng 6, Quốc hội đã họp để xem xét quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh Tiến Dũng. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Tiến Dũng bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả có 445 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 440 trên 445 đại biểu tán thành. Trước đó, vào ngày 19 tháng 6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét và thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm và khuyết điểm.
Bộ Chính trị kết luận ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành các công tác của ngành tài chính đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Tài chính, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, gây ra dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội. Ngày 21 tháng 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp và đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chiều ngày 25 tháng 6, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Theo nghị quyết này, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Theo Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và không đồng thời là thành viên chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 hiện gồm 17 thành viên. Trước đó vào ngày 21 tháng 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đợt 1 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, một Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội của khóa 15 đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ mới. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải sinh năm 1970, quê ở Hà Nội. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 13-14-15 và có trình độ chuyên môn là Phó Giáo sư Tiến sĩ Vật lý. Sau hơn 2 năm là Ủy viên Thường trực của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 13, bà Hải trở thành Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 13 vào cuối năm 2015. Sau hơn 1 năm giữ cương vị chủ nhiệm, bà Hải giữ chức trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Giữa năm 2020, bà Hải chuyển công tác về địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và đảm nhận cương vị đó cho đến nay. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Ngày 26 tháng 6, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu sinh ngày 16 tháng 9 năm 1967, quê quán xã Tân Thủy, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Ông có trình độ cử nhân khoa học xã hội và nhân văn, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Văn Gấu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Nguyễn Văn Gấu trải qua nhiều chức vụ trong ngành quân đội, Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 8, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Chính ủy Quân khu 9. Tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Văn Gấu được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 1 năm 2023, ông Nguyễn Văn Gấu được nâng quân hàm lên Trung tướng.
Trong khi đó, trên thế giới, hôm qua, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Sergei Shoigu, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, và tướng lãnh đạo Nga Valery Gerasimov vì cáo buộc phạm tội trong quá trình xâm lược Ukraine. Trong một thông cáo báo chí, tòa án cho biết các thẩm phán nhận thấy có cơ sở hợp lý để tin rằng hai nghi phạm này phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa do lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine ít nhất từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 cho đến ngày 9 tháng 3 năm 2023. Các quan chức Nga bị nghi ngờ đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người vì chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các vật thể dân sự ở Ukraine. Nga cũng giống như Ukraine, không phải là thành viên của ICC, đã nhiều lần nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Các nước EU phân chuẩn luật tự nhiên mang tính bước ngoặt sau nhiều lần trì hoãn. Các nước thuộc Liên minh châu Âu đã thông qua chính sách hàng đầu nhằm khôi phục thiên nhiên bị tàn phá vào thứ Hai ngày 17 tháng 6 sau nhiều tháng bị trì hoãn. Biến đây trở thành luật xanh đầu tiên được thông qua kể từ cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu trong tháng này. Luật phục hồi thiên nhiên là một trong những chính sách môi trường lớn nhất của EU, yêu cầu các quốc gia thành viên đưa ra các biện pháp khôi phục thiên nhiên trên 1/5 diện tích đất liền và biển của họ vào năm 2030. Bộ trưởng môi trường của các nước EU đã ủng hộ chính sách này tại một cuộc họp ở Luxembourg, nghĩa là giờ đây nó có thể trở thành luật. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức sau khi Bộ trưởng môi trường Áo của Đảng Xanh thách thức các đối tác liên minh bảo thủ của mình bằng cách cam kết ủng hộ chính sách chỉ hỗ trợ vừa đủ để nó được thông qua. Chính sách này nhằm mục đích đảo ngược sự suy giảm môi trường sống tự nhiên của châu Âu, 81% trong số đó được xếp vào loại có sức khỏe kém và bao gồm các mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như khôi phục vùng đất than bùn để chúng có thể hấp thụ được lượng khí thải CO2. Các nước EU và Nghị viện châu Âu đã đàm phán một thỏa thuận về luật này vào năm ngoái, nhưng nó đã bị một số chính phủ chỉ trích trong những tháng gần đây trong bối cảnh nông dân phản đối tức giận vì các quy định tốn kém của EU. Các nước EU đã lên kế hoạch thông qua chính sách này vào tháng 3 vừa qua, nhưng đã hủy bỏ cuộc bỏ phiếu sau khi Hungary bất ngờ rút lại sự ủng hộ, xóa bỏ đa số ủng hộ mong manh. Nga tấn công trung tâm vũ khí của Ukraine. Ukraine đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga. Nga hôm thứ Hai tuyên bố quân đội của họ đã tấn công một trung tâm vũ khí của Ukraine, trong khi quân đội Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trên nhiều mặt trận khác nhau. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng vũ trang của họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân đội Ukraine từ nhiều hướng và tấn công các địa điểm quân sự của Ukraine, bao gồm một trung tâm hậu cần của quân đội chứa vũ khí do phương Tây cung cấp, một số trạm tác chiến điện tử và kho đạn dược. Ngoài ra, hệ thống phòng không của Nga còn đánh chặn nhiều tên lửa chiến thuật ATACMS, rocket và máy bay không người lái do Mỹ sản xuất. Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã tham gia hơn 100 cuộc giao tranh với lực lượng Nga ở khu vực tiền tuyến theo nhiều hướng khác nhau, và quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công nhiều cuộc tấn công do lực lượng Nga phát động. Hôm thứ Hai, cả Bộ Ngoại giao Nga và Thư ký Báo chí Điện Kremlin đều đổ lỗi cho Hoa Kỳ về cáo buộc liên quan đến vụ tấn công của Ukraine vào Sevastopol, một cảng lớn trên Biển Đen, xảy ra vào Chủ nhật. Nga cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa do Mỹ sản xuất trong cuộc tấn công này, khiến 4 người thiệt mạng và 144 người khác bị thương. Bộ Ngoại giao Nga đã lên án Ukraine về vụ tấn công trên không trong một tuyên bố cáo buộc Mỹ và các đồng minh ủng hộ những hành động đó. Nga coi đây là một hành động khủng bố tàn ác khác chống lại dân thường Nga và thề rằng những kẻ chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công như vậy sẽ phải đối mặt với hậu quả. Tuyên bố cũng nói rằng sự tham gia của Mỹ vào vụ tấn công là không thể ngờ tới. Người phát ngôn của Điện Kremlin cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả vì việc trực tiếp tham gia vào cuộc giao tranh đã gây thương vong cho dân thường Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 4 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa thứ 5 đã phát nổ trên bầu trời Sevastopol,
gây thương vong do các mảnh vỡ rơi xuống. Bộ tuyên bố cuộc tấn công được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hoa Kỳ dựa trên tình báo vệ tinh của Hoa Kỳ, và trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa có chủ ý đánh vào dân thường lần này trước tiên phải do Hoa Kỳ gánh chịu. Đáp lại những cáo buộc của Nga, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho biết rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch và thực hiện độc lập bởi Ukraine. Hiện Ukraine chưa có phản hồi chính thức nào về cáo buộc của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu khu trục hải quân Nga đang tiến hành tập trận ở Đại Tây Dương. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba ngày 25 tháng 6 cho biết tàu khu trục hải quân Đô đốc Gorskov của Nga đã tới Cuba hồi đầu tháng 6, đã tiến hành cuộc tập trận ở Đại Tây Dương nhằm tìm kiếm tàu ngầm bằng trực thăng. Bộ này cho biết trong một tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng phi hành đoàn trên trực thăng đã thực hiện các kỹ thuật chiến thuật để tìm kiếm và theo dõi tàu ngầm ở Đại Tây Dương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, ở khoảng cách hơn 50 km từ tàu, các phi công đã thực hiện một loạt biện pháp để tìm kiếm tàu ngầm. Tổng cộng có 5 lần hạ cánh trên boong tàu, khinh hạm Đô đốc Gorskov và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan hôm 12 tháng 6 đã tiến vào cảng Havana sau khi tiến hành huấn luyện vũ khí tên lửa có độ chính xác cao ở Đại Tây Dương. Ngày 23 tháng 6, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào thường dân Nga ở Crimea và quy trách nhiệm cho cả Washington về vụ tấn công này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đúng 12 giờ 15 chiều ngày 23 tháng 6 theo giờ địa phương, Ukraine đã tấn công thành phố Sevastopol của Nga bằng 5 tên lửa ATACMS, hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội do Mỹ sản xuất được trang bị bom chùm. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 4 tên lửa, trong khi vụ nổ của cụm đầu đạn thứ 5 khiến ít nhất 5 thường dân thiệt mạng và 124 người bị thương, trong đó có 24 trẻ em. Một chuyên gia từ Cục Phân tích Quân sự Chính trị có trụ sở tại Moscow nói rằng các quả bom chùm rơi xuống bãi biển, ở đó có mật độ cư dân đông đúc nên có rất nhiều nạn nhân. Công ước về bom, đạn chùm năm 2008 cấm các loại vũ khí này vì chúng gây ra mối đe dọa trực tiếp cho dân thường bằng cách giải ngẫu nhiên các quả bom con trên một khu vực rộng lớn. Tàn dư chưa nổ của chúng có thể gây nguy hiểm cho cư dân trong khu vực rất lâu sau cuộc xung đột. Tờ New York Times trước đó đưa tin mỗi tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine có thể phóng được tới 950 quả bom nhỏ. Tờ báo nêu rõ Mỹ không phải là bên ký kết công ước. Chuyên gia này lưu ý rằng ngay cả khi Ukraine tìm cách tấn công các cơ sở quân sự của Nga trên bán đảo, họ đã cố tình nhắm mục tiêu tên lửa đi qua các khu vực có đông đúc dân cư, có nghĩa là những nỗ lực đánh chặn chúng vẫn có nguy cơ gây thiệt hại cho các mục tiêu dân sự. Như vậy, quân đội Ukraine đã sử dụng chiến thuật tương tự nhiều lần trước đây. Một nhà quan sát quân sự Nga đánh giá vụ tấn công là một màn phô trương vũ lực và thể hiện sự ủng hộ của phương Tây đối với chính quyền Kiev. Chuyên gia quân sự này cho biết tên lửa đạn đạo đã được bắn ở tầm tối đa vào Sevastopol bởi vì thành phố này là biểu tượng đối với người Nga. Họ chọn chủ nhật để thực hiện cuộc tấn công. Họ thường làm điều này khi mọi người tụ tập rất đông đúc. Nhà phân tích quân sự cho biết Sevastopol là một thành phố có dân cư đông đúc, không thể bị đe dọa. Thành phố này có một ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử nước Nga. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, Sevastopol là một trong những thành phố đầu tiên của Liên Xô bị Đức Quốc xã bắn phá. Chính quyền Kiev và những người bảo trợ phương Tây của họ không ngần ngại tấn công vào lãnh thổ Nga vào ngày tưởng niệm và đau buồn được kỷ niệm hàng năm vào ngày 22 tháng 6. Do đó, một đòn đáng kể như vậy đã giáng xuống thành phố Sevastopol sau tuyên bố bật đèn xanh của Tổng thống Mỹ Joe Biden tấn công vào lãnh thổ Nga. Đoạn video CCTV ghi lại khoảnh khắc một vụ đánh bom của Nga xảy ra ở thành phố Kharkiv của Ukraine hôm thứ Bảy ngày 22 tháng 6. Đoạn phim cho thấy một người phụ nữ đang đi về phía một góc phố thì một vụ nổ tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ nổ tung khắp khu vực, đập vỡ cửa sổ và khiến các mảnh vỡ bay tứ tung. Người này sau đó đã rời khỏi hiện trường an toàn. Bom dẫn đường của Nga đã phá hủy một tòa nhà chung cư ở thành phố lớn thứ hai Ukraine, khiến 3 người thiệt mạng,
52 người bị thương và khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky phải kêu gọi thêm sự trợ giúp để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ những loại vũ khí như vậy. Thị trưởng Terekhov cho biết đã có 4 cuộc đình công và người dân phải chạy đến nơi an toàn khỏi khu chung cư bị phá hủy khi nghe thấy tiếng nổ sau cuộc đình công đầu tiên. Những người khác chạy đến hiện trường để tìm kiếm người thân của họ trong khi lực lượng cứu hộ giúp dọn dẹp tòa nhà. Kharkiv nằm cách biên giới với Nga khoảng 30 km. Thành phố có khoảng 1,3 triệu dân thường xuyên là mục tiêu tấn công của Nga trong gần 28 tháng xảy ra chiến tranh. Nga ngày càng dựa vào việc sử dụng các loại bom tương đối rẻ tiền, thả từ xa và gây ra ít rủi ro hơn cho lực lượng của mình. Nga tuyên bố tấn công cơ sở năng lượng Ukraine. Ukraine tuyên bố thiếu điện. Nga hôm thứ Bảy tuyên bố lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng vũ khí và máy bay không người lái có độ chính xác cao trong 24 giờ qua. Điều này đã được Ukraine xác định và cho rằng tình trạng thiếu điện trên toàn quốc đang xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng tất cả các mục tiêu đã bị tấn công. Ngoài cơ sở năng lượng, phía Nga còn tấn công các kho đạn dược và vũ khí do các nước phương Tây cung cấp. Cùng ngày, Ukraine cho biết Nga đã điều động 13 máy bay không người lái chiến đấu và phóng 16 tên lửa hành trình, đồng thời tuyên bố hệ thống phòng thủ Ukraine đã chặn được 13 máy bay không người lái và 12 tên lửa. Cũng trong ngày thứ Bảy, Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine đã công bố thiệt hại về cơ sở hạ tầng năng lượng ở phía Tây Ukraine và ở phía Đông Nam nước này. Công ty cũng cho biết các cuộc tấn công đã gây ra tình trạng thiếu điện, dẫn đến các biện pháp phân bổ điện từ 14 giờ đến 24 giờ trong ngày bị ảnh hưởng. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết đây là cuộc tấn công chung quy mô lớn lần thứ 8 của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng trong vòng 3 tháng qua. Trong khi đó, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, công ty năng lượng và nhiên liệu Donbas, cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất vào mùa đông năm nay nếu các nước phương Tây không hỗ trợ quân sự để bảo vệ hệ thống năng lượng của Ukraine. Julian Assange được trả tự do sau khi nhận tội theo đạo luật gián điệp Hoa Kỳ. Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange sẽ nhận tội trong tuần này vì vi phạm luật gián điệp của Hoa Kỳ trong một thỏa thuận sẽ chấm dứt việc giam cầm ông ở Anh và cho phép ông trở về quê hương Australia, chấm dứt một cuộc phiêu lưu pháp lý kéo dài. Assange, 52 tuổi, đã đồng ý nhận tội với một tội danh duy nhất là âm mưu lấy và tiết lộ các tài liệu quốc phòng mật của Hoa Kỳ theo hồ sơ gửi lên Tòa án quận quần đảo Bắc Mariana của Hoa Kỳ. Assange sẽ bị kết án 62 tháng tù tại phiên điều trần trên đảo Saipan lúc 9 giờ sáng địa phương ngày thứ Tư. Dự kiến ông sẽ trở về nhà sau phiên điều trần đó. Luật sư của Assange đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. WikiLeaks năm 2010 đã công bố hàng trăm nghìn tài liệu mật của quân đội Mỹ về các cuộc chiến của Washington ở Afghanistan và Iraq. Những vi phạm an ninh lớn nhất thuộc loại này trong lịch sử quân sự Mỹ cùng với hàng loạt điện tín ngoại giao. Assange đã bị truy tố trong chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump về việc WikiLeaks phát hành hàng loạt tài liệu bí mật của Hoa Kỳ bị do gì bởi Chelsea Manning, một cựu nhà phân tích tình báo quân đội Hoa Kỳ, người cũng bị truy tố theo đạo luật gián điệp. Kho tài liệu gồm hơn 700.000 tài liệu, bao gồm các bức điện ngoại giao và tài liệu chiến trường, chẳng hạn như đoạn video năm 2007 quay một trực thăng Apache của Mỹ bắn vào những người bị tình nghi là quân nổi dậy ở Iraq, khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có hai nhân viên của hãng tin Reuters. Video đó được phát hành vào năm 2010. Các cáo buộc chống lại Assange đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong nhiều người ủng hộ ông trên toàn cầu. Những người từ lâu đã lập luận rằng Assange với tư cách là nhà xuất bản WikiLeaks không nên phải đối mặt với các cáo buộc thường được áp dụng đối với các nhân viên chính phủ liên bang ăn cắp hoặc rò rỉ thông tin. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh Báo Tin Tức trong thời gian vừa qua. Và các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, share và nhận thông báo để có thể cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.
Tổng thống Hàn Quốc lên án động thái mới nhất của Triều Tiên nhân lễ kỷ niệm chiến tranh. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm thứ Ba ngày 25 tháng 6 chỉ trích Triều Tiên vì đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Nga khi nước này kỷ niệm 74 năm chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến bắt đầu vào năm 1950 khi quân đội Triều Tiên tràn qua biên giới miền Nam do Mỹ hậu thuẫn. Cuộc chiến cuối cùng có sự tham gia của 20 quốc gia khác tham gia như một phần của lực lượng Liên Hợp Quốc và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, nhưng nó chỉ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình, khiến hai miền Triều Tiên rơi vào tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật. Trong bài phát biểu kỷ niệm chiến tranh, ông Yoon gọi hiệp ước phòng thủ chung được ký kết tuần trước bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin là lỗi thời. Căng thẳng lại bùng lên gần đây khi Triều Tiên lại tiếp tục thả hàng trăm quả bóng bay chở rác để phản đối các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng, khiến Seoul hủy bỏ hiệp ước quân sự liên triều và thực hiện các bước nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền mà Bình Nhưỡng đã lên án từ lâu. Tổng thống Hàn Quốc thăm tàu sân bay Mỹ trước cuộc tập trận với Mỹ và Nhật Bản. Ngày 25 tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã thăm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ CVN-71 đang ghé thăm Hàn Quốc trước thềm cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường phản ứng trước các mối đe dọa an ninh gia tăng trong khu vực. Tàu CVN-71 đã ghé vào một cảng hải quân ở thành phố Busan, đông nam Hàn Quốc và sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân ba bên mang tên Freedom Easter. Đây là cuộc tập trận đa lĩnh vực ba bên đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 6. Đây là lần thứ ba một tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc lên tàu sân bay Mỹ. Trước đó có cựu tổng thống Park Chung-hee năm 1974 và tổng thống Kim Jong-san năm 1994. Phát biểu khi lên tàu, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết chuyến thăm của tàu sân bay này là một phần của các biện pháp răn đe mở rộng được nêu trong tuyên bố Washington tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn Quốc vào tháng 4 năm 2023. Răn đe mở rộng đề cập đến cam kết của Washington trong việc sử dụng toàn bộ năng lượng quân sự của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đồng minh. Theo Tổng thống Hàn Quốc, tuyên bố này tượng trưng cho cam kết an ninh vững chắc của Mỹ đối với Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc thăm nhà máy sản xuất pin nơi 22 công nhân thiệt mạng. Cũng trong ngày 24 tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đến thăm một nhà máy sản xuất pin lithium sau khi nhiều vụ nổ khiến nhà máy này bốc cháy gần 6 giờ trước đó và khiến 22 công nhân thiệt mạng. Văn phòng của Tổng thống Yoon cho biết ông đã theo dõi tình hình, trong khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lee Sang-min kêu gọi chính quyền địa phương thực hiện các bước để ngăn chặn bất kỳ hóa chất độc hại nào làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Ngọn lửa phần lớn đã được dập tắt, đã thiêu rụi một nhà máy do nhà sản xuất pin Aricel điều hành. Kim Jin-jong, một quan chức cứu hỏa địa phương cho biết, ngọn lửa bắt đầu vào lúc 10 giờ 31 sáng sau khi một loạt pin phát nổ bên trong một nhà kho chứa khoảng 35.000 chiếc. Ông nói thêm, điều gì đó đã gây ra vụ nổ thì vẫn chưa rõ ràng. Người nhà nạn nhân đã đến nhà máy pin Hàn Quốc sau vụ hỏa hoạn khiến 22 người thiệt mạng. Những người phụ nữ được cho là thành viên gia đình của các nạn nhân hôm thứ Ba ngày 25 tháng 6 đã đến một nhà máy sản xuất pin lithium ở Hàn Quốc sau khi xảy ra vụ phát nổ khiến 22 công nhân thiệt mạng, chủ yếu là công nhân người Trung Quốc. Các quan chức từ các cơ quan bao gồm cơ quan pháp y quốc gia, cảnh sát và sở cứu hỏa đã vào nhà máy như một phần của cuộc điều tra chung. Theo kết quả cuối cùng, vụ cháy nhà máy pin ngày 24 tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của 23 công nhân, trong đó phần lớn là người nước ngoài, được xem là một trong những thảm họa nhà máy tồi tệ nhất ở Hàn Quốc trong nhiều năm qua. Phát biểu trước truyền thông ngày 25 tháng 6, đại diện nhà máy đã gửi lời xin lỗi tới các gia đình nạn nhân. Đại diện công ty Aricel khẳng định luôn tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa và đào tạo kỹ năng an toàn cần thiết cho công nhân. Dù vậy, theo các quan chức địa phương, hầu hết công nhân người nước ngoài thiệt mạng đều là những người làm việc thời vụ, chưa quen với cấu trúc của tòa nhà. Hiện tại, các nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra xem có hệ thống chữa cháy tại điểm xảy ra vụ việc hay không và liệu chúng có hoạt động hay không. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu các cơ quan chức năng mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc, nguyên nhân xảy ra cũng như các biện pháp để ngăn chặn triệt để các sự cố tương tự.
Tàu thăm dò mặt trăng Chang'e 6 của Trung Quốc đáp xuống trái đất. Tàu thăm dò mặt trăng Chang'e 6 của Trung Quốc đã hạ cánh vào thứ Ba ngày 25 tháng 6 tại khu vực Nội Mông phía Bắc Trung Quốc, khiến nước này trở thành quốc gia đầu tiên mang về các mẫu từ xa của mặt trăng. Viên đạn quay lại hạ cánh lúc 2 giờ chiều, mang theo đất mặt trăng được tàu thăm dò thu thập hồi đầu tháng sau khi hạ cánh thành công xuống lưu vực Atiken, cực nam của mặt trăng, một miệng hố va chạm ở phía bên của mặt trăng luôn quay mặt ra xa từ trái đất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, việc hoàn thành sứ mệnh này là một thành tựu mang tính bước ngoặt trong nỗ lực trở thành một cường quốc khoa học và không gian của Trung Quốc. Tàu thăm dò Chang'e 6 được phóng vào ngày 3 tháng 5 trên tên lửa Trường Chinh ngày 5 tháng 3 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương trên đảo Hải Nam phía Nam Trung Quốc. Các mẫu sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không đến Bắc Kinh để phân tích. Mặc dù vẫn chưa biết liệu 2 kg mẫu theo kế hoạch có được trả lại thành công hay không, bất kể số lượng là bao nhiêu, các mẫu này sẽ được các nhà khoa học Trung Quốc và nước ngoài phân tích chặt chẽ. Họ tin rằng chúng sẽ tiết lộ những chi tiết mới về sự hình thành của trái đất, mặt trăng và hệ mặt trời. Mỹ và Trung Quốc hội đàm cấp cao về hợp tác chống chất trắng. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao về hợp tác chống chất trắng vào thứ Năm ngày 20 tháng 6, sau bước đột phá trong công việc song phương trong tuần này khi họ cùng nhau theo đuổi một hoạt động rửa tiền liên quan đến chất trắng. Giám đốc Văn phòng Chính sách Kiểm soát Chất trắng Quốc gia của Nhà Trắng đã kêu gọi hợp tác trong các hoạt động thực thi pháp luật, lên lịch sử dụng các chất và các hóa chất tiền chất, đồng thời chia sẻ thông tin về đầu tư y tế công cộng trong cuộc hội đàm với người đồng cấp, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu lại các cuộc đàm phán về hợp tác chống chất trắng và thực thi pháp luật vào đầu năm, và Bộ Công an Trung Quốc cho biết đây là một ví dụ thành công về sự hợp tác giữa hai siêu cường. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc trong tuần này, Sinaloa Cartel của Mexico đã âm mưu với các nhóm có trụ sở tại California và liên kết với ngân hàng ngầm của Trung Quốc để rửa tiền thu được từ buôn bán chất trắng hơn 50 triệu đô la Mỹ. Bộ Tư pháp cho biết họ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật ở Mexico và Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án, đồng thời cho biết thêm nghi phạm này liên quan đến các hoạt động tội phạm bao gồm buôn bán ngoại hối bất hợp pháp. Hoa Kỳ, nơi lạm dụng fentanyl là nguyên nhân chính gây tử vong, đã thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật sâu sắc hơn, bao gồm giải quyết vấn đề tài chính bất hợp pháp và kiểm soát chặt chẽ hơn các hóa chất có thể được sử dụng để sản xuất fentanyl. Mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây vì một loạt vấn đề bao gồm nguồn gốc của COVID-19, thuế quan thương mại, Đài Loan và nhân quyền, cản trở hy vọng của Washington trong việc thuyết phục Trung Quốc tham gia lại nỗ lực ngăn chặn dòng fentanyl vào Hoa Kỳ. Vào tháng 11 năm 2019, trong một tiết lộ bất thường về quan hệ Trung Mỹ, hợp tác trấn an tội phạm fentanyl, cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng tuyên bố rằng họ đã hợp tác cùng nhau để phá vỡ một đường dây buôn lậu. Nhưng sự hợp tác như vậy đã thất bại khi COVID-19 ập đến và những cơn gió ngược địa chính trị đã gây ra mối quan hệ song phương xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua, cho đến khi hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 giữa Tổng thống Joe Biden và ông Tập Cận Bình dẫn đến sự tan băng và nối lại các cuộc đàm phán chống chất trắng. As long as our two sides follow the principles of Secretary Blinken. 前不久的我又跟马约卡斯的过长的几次视频。过去。 Hàng ngàn người sơ tán ở Trung Quốc vì lũ lụt đe dọa các ngôi làng. Đài truyền hình nhà nước CCTV hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 đưa tin,
Những ngày mưa xối xả đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên khắp miền đông Trung Quốc, nhấn chìm các làng mạc, nhà cửa và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Đoạn phim được phát sóng hôm thứ Sáu cho thấy dòng nước lũ mạnh tràn vào các ngôi làng và cánh đồng trồng trọt khi nhân viên cứu hộ sơ tán những người dân bị mắc kẹt bằng thuyền và máy xúc lật. CCTV đưa tin, tính đến thứ Sáu, ít nhất 9 người đã thiệt mạng ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông và 6 người khác mất tích ở đó trong bối cảnh lũ lụt tồi tệ nhất được ghi lại trên sông Songzhuan và Siku. Theo Tân Hoa Xã, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Sáu đã đưa ra cảnh báo màu vàng về mưa bão vì nhiều khu vực trên cả nước dự kiến sẽ có thêm lượng mưa lớn. Miền Nam Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động cứu trợ và kiểm soát lũ lụt khi lượng mưa lớn kéo dài kể từ ngày 9 tháng 6 đã khiến chính quyền địa phương phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Đài quan sát quốc gia Trung Quốc hôm thứ Bảy đã gia hạn cảnh báo màu vàng về mưa lũ vì dự kiến sẽ có mưa xối xả ở một số khu vực. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, mưa lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào các khu vực Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và Hắc Lăng Giang từ 8 giờ thứ Bảy cho đến 8 giờ ngày Chủ nhật. Một số vùng sẽ có mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa mỗi giờ đạt trên 80mm, kèm theo dông và gió giật. Chính quyền địa phương đã được kêu gọi chuẩn bị và kiểm tra một cách thích hợp về hệ thống thoát nước của các thành phố, đất nông nghiệp và ao cá. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 tầng được mã hóa bằng màu sắc. Màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và cuối cùng là màu xanh lam. Trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt nhà nước Trung Quốc hôm thứ Bảy tiếp tục duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 4, mức thấp nhất trong hệ thống 4 cấp đối với lũ lụt ở Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Trung Khánh, Quý Châu, Giang Tô và Quảng Tây. Tại Quế Lâm, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc, những trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, khiến đường phố ngập trong bùn và mảnh vụn sau khi nước rút. Cảnh sát vũ trang địa phương đã nhanh chóng huy động 145 nhân viên để dọn sạch hơn 22.400m2 bùn và 94 tấn mảnh vụn tại các khu vực bị ảnh hưởng tính đến thứ Sáu. Kể từ tối thứ Năm, thành phố Trùng Khánh phía Tây Nam Trung Quốc đã hứng chịu lượng mưa lớn, mực nước sông ở quận Nam Xuyên đã tăng cao và gây lũ lụt. Chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân. Trung Quốc khô hạn chưa từng có, ngành nông nghiệp thiệt hại trầm trọng. Cảnh quay từ máy bay không người lái được thực hiện hôm thứ Năm ngày 20 tháng 6 cho thấy những cánh đồng khô cằn do hạn hán nghiêm trọng ở thành phố Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Truyền thông địa phương đưa tin, lượng mưa khan hiếm trong nhiều tuần và nắng nóng oi ả đã gây hạn hán cho một số tỉnh, trong đó có tỉnh Sơn Đông, một trong những tỉnh nông nghiệp lớn với 3,2 triệu hectare ngô được trồng trong mùa này. Nhiều nông dân Tế Nam nói rằng hạn hán sớm trái mùa có thể gây thiệt hại lớn cho mùa màng. Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc hôm thứ Hai, ngày 17 tháng 6 đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 3 để chống hạn hán ở các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông và Hà Nam. Tân Hoa Xã cho biết, chính quyền Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp hạn hán 4 cấp, trong đó cấp 1 là cấp nghiêm trọng nhất. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết, một số khu vực ở Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông có thể chứng kiến nhiệt độ lên tới 43,8 độ C, và có khả năng phá vỡ kỷ lục lịch sử trong tháng 6. Đội ngũ những người thực hiện báo tin tức xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành trong bản tin ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào trong tương lai. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ và an lành.